Sau cơn mưa lớn xảy ra khoảng 14 giờ chiều nay đã khiến cho nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, xe cộ chết máy hàng loạt. Trong đó tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, nơi đang có siêu máy bơm được thành phố thuê để chống ngập cũng rơi vào tình trạng ngập rất sâu. Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 16 giờ, hơn 1 giờ sau khi cơn mưa kết thúc, nhiều phương tiện vẫn phải giác bộ vì xe bị chết máy. Chủ nhân của chiếc ô tô này đang phải nhờ tới xe cứu hộ để kéo xe đi. Trong khi đó, biển số thì bị nước cuốn chẳng biết rồi đi đâu. Bây giờ nước vô tắt máy rồi, không có khởi động được nên không dám chạy. Trước đó cơn mưa như trút xảy ra trên diện rộng và kéo dài khoảng 1 giờ. Theo ghi nhận tại các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 2, quận 9, đồng loạt nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Nhận định chung ấy, thì cái thời tiết trưa của Nam Bộ và cái ảnh hưởng của Nam Bộ thì về nhiệt độ thì nói chung là nó sẽ sấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Thế còn cái mưa ấy, thì nó lại là cao hơn trung bình nhiều năm, tức là đánh giá thì nó sẽ cao hơn khoảng 40%. Dù chỉ mới bước vào đầu mùa mưa, tuy nhiên những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp bị ngập. Trong đó xuất hiện những điểm ngập mới như hầm chui cầu Khánh Hội hay hầm chui cầu Bình Triệu. Chui cầu Bình Triệu. Chui cầu Bình Triệu. Chui cầu Bình Triệu. Chui cầu Bình Triệu.